MU gặp Copenhagen, Quỷ Đỏ bước tiếp. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở Copenhagen, Manchester United sẽ không khó để chiến thắng ở tứ kết Europa League nếu không quá chủ quan. Cả MU và Copenhagen đều tiến vào tứ kết với những chiến thắng ấn tượng khác nhau. Dù không thể sánh với tên tuổi của Quỷ Đỏ, nhưng cái cách đội bóng Đan Mạch lộ ngược dòng trước Istanbul dày đặc sao số là đủ để khán giả có thể trông chờ vào một trận đấu không hề nhàm chán. Để làm được điều này, các học trò của ông Sten Solbakken đã nã tới 3 bàn vào lối đối thủ xứng sở Istanbul, chừng đó là đủ để đối thủ sắp tới của họ là MU không thể coi nhẹ cuộc chạm trán tại tứ kết. Về phía MU, họ đã trải qua một cuộc xáo chơi thực sự khi chỉ phải đối đầu với Las Lin, đội bóng nhỏ tới từ Áo. Chiến thắng 7-1 qua 2 lượt trận biến MU trở thành đối thủ đáng gờm nhất trong số 8 đội bóng lọt tới vòng đấu này. Với sức mạnh hủy diệt, nhiều người coi Copenhagen chỉ là một ải nhỏ mà MU có thể vượt qua dễ dàng trong vòng đấu này. Tuy nhiên, vẫn có những điều khiến họ phải lấn cấn. Đầu tiên, thể thức thi đấu một trận duy nhất bắt đầu từ vòng này khiến mọi đội bóng buộc phải thận trọng, bởi họ không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. MU đương nhiên nằm trong số đó. Áp lực từ luật một trận duy nhất chắc chắn sẽ khiến đôi chân của Bruno Fernandes cùng các đồng đội khó có thể bay bổng như thường lệ. Ở những trận đấu kiểu như vậy, sự thận trọng mới là thứ được các đội bóng đặt lên hàng đầu. Xin nhắc lại một nữa, đội thua sẽ không còn cơ hội sửa sai. Thực tế, MU đã trải qua chuỗi trận cuối mùa tương đối kém thuyết phục với trận thắng nhà Crystal Palace 2-0, hòa West Ham 1-1, thua Chelsea 1-3 ở cúp FA và thắng Leicester 2-0 ở loạt đấu cuối. Những ai theo dõi Quỷ Đỏ thi đấu trong giai đoạn này đều hiểu có một sức ý nhất định trong lối chơi cũng như những đôi chân mệt mỏi từ các cầu thủ. Bởi lẽ đó, gạt bỏ đi mớ lý thuyết MU mạnh hơn Copenhagen, diễn biến trên sân chắc chắn sẽ có sự giằng co, không chênh lệch nhiều như những gì truyền thông đang định lượng. Nhưng nói gì thì nói, với một đội bóng có đẳng cấp và tham vọng, vượt qua vòng tứ kết và vượt qua một đối thủ kém tên tuổi, yếu hơn về lượng là điều bắt buộc đối với Quỷ Đỏ. MU sẽ phải thể hiện những gì tốt nhất trong cuộc đối đầu này và Copenhagen cũng vậy. Sâu xa thừa nhận sẽ bán một thủ môn. Với việc Dean Henderson yêu cầu được bắt chính cho United ở mùa giải mới, Ole Gunnar Solskjaer gần như chắc chắn sẽ phải bán một thủ môn ở kỳ chuyển nhượng hè này. Vị trí thủ môn đang khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đau đầu. Trong khi De Gea mắc hàng loạt sai lầm ở mùa giải này, thì Dean Henderson đã thể hiện phong độ ấn tượng ở Sheffield United trong hai mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn. Theo một số nguồn tin ở Anh, Henderson đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với huấn luyện viên Solskjaer sau khi khép lại mùa giải với Sheffield. Cụ thể, thủ thành 23 tuổi yêu cầu MU hoặc để anh bắt chính thay De Gea hoặc bán anh. Cả Henderson và De Gea đều không muốn ngồi dự bị, còn Sergio Romero không chấp nhận là lựa chọn số 3 trong khung gỗ của MU. Vì vậy, huấn luyện viên Solskjaer cũng đang xem xét khả năng bán một thủ môn để giải quyết vấn đề trước mùa giải mới. Điều này đã được ông tiết lộ cho báo giới. Phát biểu trước trận gặp Copenhagen ở tứ kết Europa League, Solskjaer nói sẽ rất khó để giữ 3 người trong số họ, vì vậy chúng ta hãy chờ xem quyết định nào được đưa ra. Sergio, David và Henderson trở lại, chúng tôi có 3 thủ môn hàng đầu. Đấu trường Europa League đã cho thấy Sergio quan trọng với chúng tôi như thế nào, và David cũng vậy. Ở mùa giải này, Romero được phân công bắt ở các giải đấu cúp. Tuy nhiên, Solskjaer đã ưu ái để De Gea bắt chính trong trận thua 1-3 trước Chelsea ở bán kết FA Cup. Đó là quyết định sai lầm của huấn luyện viên người Na Uy khi thủ thành người Tây Ban Nha mắc lỗi 2 trong 3 bàn thua của MU. Trong khi đó, Romero đã rất thất vọng vì không được ra sân ở trận đấu đó, dù anh đã chơi tất cả các vòng đấu trước ở FA Cup. Ở đấu trường Europa League, Romero cũng đã góp mặt ở 8 trên 10 trận, vì vậy anh hy vọng sẽ đứng trong khung gỗ ở trận gặp Copenhagen. MU có mặt tại Đức, cách Dortmund 100 km. Ban lãnh đạo Manchester United được cho là sẽ xúc tiến thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho của Borussia Dortmund. MU đang có mặt tại Cologne của Đức để chuẩn bị đá trận tứ kết Europa League, nơi đóng quân của đại diện nước Anh cách Dortmund khoảng 100 km. Truyền thông xứ sở sương mù tin Quỷ Đỏ sẽ sớm trở lại đại bản doanh của đội bóng Đức để đàm phán mua Sancho. Ở diễn biến mới nhất, các chuyên gia chuyển nhượng gồm Fabrizio Romano, Jan Esreithoff và Tristan Fon cho biết Sancho sẽ cùng các đồng đội sang Thụy Sĩ tập huấn. Tiền vệ người Anh cũng được nhìn thấy ở phi trường vào ngày 10 tháng 8. Trước đó, truyền thông đưa tin Dortmund cho MU thời hạn 1 tuần để chốt thương vụ Sancho và ngày 10 tháng 8 là thời hạn cuối cùng. Tuy vậy, chuyên gia Fabrizio Romano lại tin đây chỉ là thời hạn giả tạo. MU có thể đàm phán với Dortmund để mua Sancho bất cứ lúc nào. Cũng theo chuyên gia này, MU và Dortmund vẫn chưa có được tiếng nói chung trong vụ chuyển nhượng. Đó mới là vấn đề quan trọng. Còn về điều khoản cá nhân giữa tiền vệ người Anh và Quỷ Đỏ, hai bên được cho là đã thống nhất. Theo chuyên gia Tristan Fon, người loan tin Sancho sẽ lên máy bay sang Thụy Sĩ để tập huấn. Dortmund có thể phát đi thông báo chính thức về vụ chuyển nhượng vào ngày 10 tháng 8. Theo tờ Bild,
Manchester United sẵn sàng chi ra 120 triệu euro cho vụ Sancho. MU sẽ không trả thẳng số tiền chuyển nhượng, thay vào đó họ thanh toán trước 60 triệu euro và phần còn lại sẽ chia ra trong những kỳ chuyển nhượng sau. Lộ danh tính hai cầu thủ Atletico Madrid nhiễm nCoV. Atletico Madrid chịu tổn thất nặng trước trận tứ kết Champions League khi hai cầu thủ nhiễm nCoV đều là trụ cột của đội bóng. Theo nhà báo Emiliano Pisanelli của Gazzetta dello Sport, hai cầu thủ Atletico Madrid nhiễm nCoV là thủ môn Jan Oblak và hậu vệ phải Kylian Trippier. Tuy nhiên, cả hai được cho là không có tiếp xúc nào với các cầu thủ còn lại của Atletico. Trước đó, rạng sáng ngày 10 tháng 8, trang chủ Atletico Madrid đăng thông tin về kết quả kiểm tra y tế của câu lạc bộ. Ngày 8 tháng 8, các thành viên đội 1 đã trải qua buổi kiểm tra y tế theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu UEFA trước khi lên đường sang Lisbon để tham dự vòng tứ kết Champions League. Kết quả là có 2 trường hợp dương tính với virus corona. Đội chủ sân Wanda Metropolitano cho hay, cả hai đã được cách ly tại nhà riêng ngay lập tức. Câu lạc bộ cũng gửi thông báo tới các cơ quan y tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, UEFA, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cùng hội đồng thể thao cấp cao. Đây là tin không vui với Atletico trong bối cảnh đội bóng thành Madrid đang chuẩn bị đối đầu với RB Leipzig tại tứ kết Champions League vào rạng sáng ngày 14 tháng 8. Oblak là trụ cột trong chiến tích đánh bại Liverpool của Atletico tại vòng 1/8 Champions League. Thủ thành người Slovenia chơi xuất sắc khi cản phá hàng loạt cú dứt điểm của Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino. Từ đó, tạo điểm tựa để Atletico đánh bại The Cop 3-2 tại Anfield. Trippier chơi 32 trận cho Atletico mùa này, có 5 kiến tạo và là lựa chọn số 1 của Diego Simeone ở vị trí hậu vệ phải. Real Madrid gửi siêu đề nghị hỏi mua Dybala. Theo báo giới Italia, Real Madrid đã chuẩn bị đề nghị trị giá hơn 100 triệu euro để hỏi mua ngôi sao của Juventus Paulo Dybala. Mùa giải 2019-2020 đã chính thức khép lại với Real Madrid sau thất bại 1-2 trên sân Etihad của Man City. Dù vô địch La Liga, nhưng mùa bóng năm nay vẫn bị coi là không thực sự thành công với đoàn quân của Zinedine Zidane. Thậm chí có quan điểm cho rằng con đường trở lại đỉnh cao nhất châu của họ vẫn còn rất dài. Do vậy sẽ không ngạc nhiên nếu Real tham gia thị trường chuyển nhượng để đem về những bom tấn. Với việc hàng công chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng ở mùa giải vừa kết thúc, nhiều khả năng chủ tịch Florentino Perez sẽ vung tiền để tân trang tuyến đầu của đội nhà. Theo Sport Mediaset, thì cái tên mà Real muốn có là Paulo Dybala. Ngôi sao này thực tế là mục tiêu mà Los Blancos đã theo sát suốt nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây. Nguồn tin tại Italia khẳng định, nhà vô địch La Liga đã chuẩn bị sẵn một lời đề nghị trị giá hơn 100 triệu euro cho số 10 của Juventus. Cụ thể, ngoài tiền mặt thì Real sẽ cho Juventus chọn thêm một trong hai ngôi sao là Toni Kroos và Isco. Lão bà vốn không có định bán ngôi sao hàng đầu của mình, nhưng với lời đề nghị hấp dẫn này thì chẳng thể nói được điều gì. Nhất là khi tân huấn luyện viên Andrea Pirlo có thể có kế hoạch khác với người tiền nhiệm Maurizio Sarri. Phía Juventus từng tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với Dybala, nhưng cho đến khi mùa giải 2019-2020 kết thúc vẫn chưa có điều gì xảy ra. Hè năm ngoái, La Gioia từng suýt rời sân Allianz, tuy nhiên anh đã ở lại, tỏa sáng rực rỡ và ám luôn phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2019-2020. Willian chốt hợp đồng gia nhập Arsenal trong tuần này. Chia tay Chelsea nhưng Willian vẫn ở lại thành phố London. Câu lạc bộ mới của ngôi sao người Brazil sẽ là Arsenal. Hôm qua, Willian đã viết tâm thư chia tay người hâm mộ Chelsea, qua đó xác nhận anh sẽ rời Stamford khi hợp đồng kết thúc trong tháng này. Hợp đồng của Willian vốn hết hạn từ ngày 30 tháng 6, nhưng anh đồng ý thi đấu hết mùa giải cho The Blues trước khi ra đi. Trước đó, Willian đã công khai kế hoạch rời Chelsea vì bất đồng trong cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ này. Willian muốn có thỏa thuận mới kéo dài 3 năm, đến thời điểm anh gần 35 tuổi, nhưng The Blues chỉ chấp nhận đưa ra hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cho dù huấn luyện viên Frank Lampard rất muốn giữ Willian ở lại, nhưng Chelsea không chấp nhận phá vỡ luật bất thành văn của họ với các cầu thủ ngoài 30 tuổi. Ngay sau khi Willian xác nhận rời Chelsea, biến động mới của anh cũng trở nên rõ ràng hơn. Theo chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu Fabrizio Romano, Willian đã đồng ý gia nhập Arsenal. Đôi bên đang hoàn thiện các chi tiết cuối cùng trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm với mức lương 100.000 bảng một tuần. Và Willian có thể ra mắt Emirates ngay trong tuần này. Đây là thương vụ đầy bất ngờ đối với nhiều người. Willian đã có 7 năm gắn bó với Chelsea. Việc chuyển đến Arsenal có thể khiến anh mất rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ câu lạc bộ này. Trong khi đó, Arsenal đang cố gắng cải tổ đội hình, trẻ hóa dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Và không ai nghĩ họ lại đưa ra hợp đồng béo bở để chung một ngôi sao vừa tròn 32 tuổi như Willian. Theo Sky Sports, ngoài thời hạn hợp đồng 3 năm, Willian quyết định gia nhập Arsenal vì hứng thú với kế hoạch tái thiết đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc kỹ thuật Edu
Willian cảm thấy anh có thể trở thành một phần quan trọng tại Emirates trong giai đoạn này. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để bật chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.